cách hóa giải trạch tuổi sai phong thủy khi xây nhà. Trong thực tế, có nhiều trường hợp gia chủ bắt buộc phải xây nhà trong năm không hợp do không thể thu xếp hay chờ đợi lâu thêm. Lúc này, vận khí trong căn nhà là những luồng âm khí này sẽ khiến cho đời sống, công việc của gia chủ cùng các thành viên khác bị xáo trộn, gặp nhiều rủi ro, sức khỏe giảm sút. Những gia chủ rơi vào trường hợp bất đắc dĩ trên có thể tham khảo những cách hóa giải dưới đây. Phòng thờ. Phòng thờ là nơi thờ cúng tâm linh nhưng cũng có liên quan với việc hợp mệnh và ngũ hành sinh tương khắc. Hướng bàn thờ được lấy theo tuổi của người chủ gia đình thì mới mang lại may mắn, hạnh phúc, tài lộc cho gia đình. Do đó, gia chủ cần đặc biệt quan tâm đến hướng của phòng thờ. Theo phong thủy, bàn thờ nên được đặt ở hướng cát. Đây là một vị trí vững chãi và có hướng nhìn ra hướng tốt nhằm làm giảm đi hướng xấu của căn nhà. Đồng thời, phía đằng sau của bàn thờ không nên dựa vào thứ gì đó không vững chãi như là kính hay cửa sổ. Bàn thờ nên được đặt ở hướng cát. Phòng ngủ. Phòng ngủ là nơi yên tĩnh, phục hồi sau những khoảng thời gian làm việc mệt mỏi. Hướng giường ngủ hợp phong thủy khiến cho gia đình bạn có một cuộc sống bình yên, ấm áp, sức khỏe tốt, tránh được nhiều bệnh tật. Đối với phòng ngủ nên được đặt ở hướng bắc hoặc hướng nam vì hai hướng này được cho là một hướng có gió mát mẻ tốt cho máu huyết lưu thông. Bên cạnh đó, hai hướng này cũng được mệnh danh là hai hướng mang đến sự thịnh vượng, giàu sang và giảm căng thẳng hiệu quả, từ đó nâng cao năng suất học tập và làm việc của các thành viên. Phòng ngủ nên được đặt ở hướng bắc hoặc hướng nam. Phòng bếp. Bếp là yếu tố quan trọng trong phong thủy vì sức khỏe, bệnh tật gia chủ đều sinh ra từ đây. Hướng bếp theo quan niệm tọa hung hướng cát nên đặt vào các hướng xấu và nhìn ra các hướng tốt. Chính vì điều đó, căn bếp của gia đình nên được bố trí ở hướng hung và nhìn ra hướng cát. Nhà bếp mang tính hỏa do có sức nóng chịu từ bếp ga. Bếp từ và hơi nóng từ các thiết bị gia dụng của nhà bếp và khi tính hỏa được đặt tại hướng hung sẽ giúp hóa giải vận xui, đồng thời giúp giữ ngọn lửa của gia đình luôn ấm áp. Phòng bếp nên được đặt tại hướng hung và nhìn ra hướng cát. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh chứa nhiều hung khí rất mạnh nên nhà vệ sinh thường được đặt ở vị trí hung, nhưng cửa của nhà vệ sinh sẽ được bố trí nhìn ra hướng tốt của gia chủ. Nhà vệ sinh thường được bố trí tại vị trí hung. Ngoài những cách trên ra thì Akisa sẽ cung cấp cho bạn đọc một cách hóa giải trạch tuổi sai phong thủy khi xây nhà, đó chính là phương pháp trấn trạch. Trấn trạch mang nghĩa là canh giữ nhà cửa. Hiện nay, có 3 phương pháp trấn trạch phổ biến, thường được các thầy phong thủy và các gia chủ áp dụng, nhất là sử dụng linh vật, vật phẩm phong thủy. Để trấn trạch không chỉ có tác dụng mang đến bình an, may mắn, đẩy lùi tà khí mà còn là vật trang trí cho ngôi nhà của gia chủ thêm đặc biệt. Các vật phẩm, linh vật có thể kể đến như rùa đầu rồng, sư tử đá, chó đá, rồng, hồ lô. Sư tử đá cũng là một vật phẩm phong thủy được nhiều người ưu tiên sử dụng. Sử dụng bùa trấn trạch, nhà mới khá phức tạp nhưng mang lại hiệu quả khá cao. Gia chủ có thể xin bùa chú, bùa trừ tà, bùa may mắn từ các thầy pháp sư có thuật pháp mạnh để phát huy công lực của lá bùa một cách tốt nhất. Bùa trấn trạch. Bùa trấn trạch, phương pháp dân gian, được sử dụng khá rộng rãi và tiết kiệm chi phí, nhưng hiệu quả mang đến sẽ ít hơn hai phương pháp trên một tí. Ông ba ta xưa